việc chi tiêu á thì thật ra thường á em là em sẽ chủ động trả trong buổi gặp đầu tiên. Gì kì vậy? Sao mình lại trả? Nhớ nha, Tại sao nhớ buổi trong nha, buổi gặp đầu anh tiên ghi nhá, nhận rồi mình đó. nghe coi. Thật ra có hai lý do, một lý do thứ nhất là thói quen của em, lý do thứ hai thì là em không chắc là sau buổi gặp đó thì bạn ấy có còn thích em không hay là em còn thích bạn đó không, thì thà là em trả còn hơn là để người ta trả. Em cảm giác là mình sẽ thiếu người ta một cái buổi gặp mặt lần thứ hai, nên thôi thà là em trả thì em thấy nó tốt hơn. À, có nghĩa là em thích em là người nhờ em là chủ nợ chứ em không thích em là con nợ đúng không? Dạ. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Và bây giờ xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào Dạ, em. chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và cùng hai bạn nam ạ. Em xin tự giới thiệu, Rồi. em tên là Phạm Thị Thương, hôm nay em 25 tuổi. Rồi, Em xin trai và lớn từ lên tại mấy từ 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 để giới thiệu bốn bạn một lượt rồi mình giới thiệu sau mới có kết nối thôi nha Thương nha. Rồi cho Dạ. Tường gặp gỡ bạn nam ở ô cửa màu đỏ luôn. Hello em trai, thấy chị Tường Dạ chưa? chào chị. Dạ em thấy chị ạ. Em tên gì cưng? Dạ em tên Thà. Rồi Thà, đợi chị xíu nha Thà nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái ô cửa màu xanh. Bạn nữ ô cửa màu xanh, xin chào em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả đang xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và các bạn tham gia trong ngày hôm nay. Em tên gì? Em tên Tường An. Wow, hồng tên giống tên con gái chị nha, tên Tường An nha. Rồi, hôm nay chị sẽ để ý đến em, tên Tường An giống con gái của tôi. À, bạn nam ở ô cửa màu xanh. À, chào chị Cát Tường và chào tất cả các anh chị trong ban biên tập chương trình cũng như là chào ba bạn. Em tên là Thanh Đồng. Như vậy là chúng ta đã thấy trên màn hình có bốn nhân vật xuất hiện ha. À, bạn Thà nè, bạn Phương nè, bạn Đồng nè, bạn An nè. Ok, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những đoạn video clip giới thiệu về bốn nhân vật ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng xem nha. Mình tên Tường An, mình làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Công việc chính của mình là giảng dạy các môn nghệ thuật cho trẻ. Sở thích của mình là được đi du lịch, được làm những việc mình yêu thích như là vẽ tranh, nhảy, khiêu vũ. Tính cách của mình thì mình là một cô gái khá là mạnh mẽ, tự lập, đôi khi cũng hài hước. Khi mà chúng ta tìm được một người để mà chúng ta yêu thương thì chúng ta hãy luôn nhắc bản thân rằng yêu một người là chúng ta chia sẻ niềm vui cho người đó. Cho nên dù trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ giữ bản thân bình tĩnh để lúc nào cũng có thể đem lại niềm vui cho người bạn đời của mình. Chào mọi người, mình tên là Thanh Đồng, đến từ Cần Thơ, quê quán thì ở Sóc Trăng. Theo nhiều người đánh giá mình thì là một người vui tính, hòa đồng và dễ gần. Ngoài công việc thì do mình đặc thù mình ở một mình, cho nên mình cũng biết mà nấu ăn, làm công việc nhà. Đủ người mà bạn gái lý tưởng thì cũng chung cái sở thích của mình thôi, thích nấu ăn, biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình. Đây, mắm cơm mùa dịch, cá điều hầm sốt kẹo, tự tay em làm. Xin chào chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mình tên là Lê Văn Thà, 25 tuổi, nghề nghiệp tổ chức sự kiện. Đặc điểm tính cách của mình là thật thà, dũng cảm, sống nội tâm. Ưu điểm của mình là biết sai sửa sai, có chí cầu tiến, quyết đoán. Sở trường của mình là tập gym, squat out, bơi lội. Quan điểm tình yêu của mình là yêu là phải cưới, cưới là phải có trách nhiệm với người mình yêu đến suốt cuộc đời. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thương, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Tum và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp của em thì là giáo viên tự do. Về ưu điểm của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu thương trẻ con và hát hay ạ. Đến với chương trình thì em có một câu nói hay về tình yêu em xin gửi tặng, đó là: anh là mặt đất rộng, em là chiếc lá xanh. Nếu một ngày lá rụng, có chạm vào tim anh. Rồi, bây giờ cho chị Tường hỏi nha. Thà ơi, bây giờ chị sẽ trò chuyện với em trước nha Thà. Thà là ở ô cửa màu đỏ đúng không?
Sau khi em xem cái đoạn clip giới thiệu về hai bạn gái của mình ngày hôm nay thì không biết là Thà có cảm xúc gì chưa, có cái nhận xét gì chưa? Rồi, xin mời Thà. Em thấy là có bạn bạn Trường An ạ. À. Nghe giọng bạn ấy kiểu là phát âm nó chuẩn à. Em nghe cũng thích. À, vậy đó hả? Rồi thì bây giờ Thà giới thiệu một chút xíu nữa về con người của mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là em biết sai, em sửa sai. Em thì có chí cầu tiến, quyết đoán. Điểm yếu của em là em nói chuyện chậm hiểu, với lại em tiếp thu nó hơi chậm. Thương ơi! Dạ, em chào chị. Nãy giờ xem clip của các bạn đó, em có ấn tượng với bạn nào chưa? Rồi giới thiệu cho chị Tường nghe về bản thân mình một xíu nha. Về ưu điểm của em á, thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu trẻ con và hát hay ạ. Còn về nhược điểm của em thì em còn hay rất dễ bị nhạy cảm, dễ khóc ạ. Là ví dụ như là em khóc trong cái trường hợp nào? Lần khóc gần đây nhất là khi nào, vì lý do gì? Em thì em dạy ở trong môi trường tiểu học với mầm non luôn á chị. Thì đôi lúc phụ huynh hiểu nhầm mình á, cách mà phụ huynh nói với mình á không được tôn trọng lắm á chị. Khi đấy mình khóc luôn á chị. Là khóc trước mặt phụ huynh luôn, không kềm được mình khóc luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Không, đó là rất là nữ tính, rất là dễ thương. Tường cũng vậy nữa. Chị Tường ngộ lắm, chị Tường mà ai nói hỏi hỏi gì, nói gì mình mà nó mình bị ấm ức cái là Tường cũng khóc liền à. Không có gì hết, cái đó là tốt thôi, phụ nữ mà. Hiểu điệu thuộc nữ, quân tử cũng yêu cầu nha. Rồi ok, cảm ơn Thương. Bây giờ chúng ta sẽ đến chàng trai ở ô cửa màu xanh. Anh Đồng. Đồng ơi, Đồng giới thiệu một xíu về bản thân mình nè, điểm mạnh điểm yếu của Đồng nè. Ưu điểm của em á thì theo người đánh giá thì là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, lại không có hút thuốc cũng như ít, không có biết nhậu nữa, không có uống bia rượu á. Rồi cái khuyết điểm thì nghĩ là chắc cho tin người nè, dễ tin người, nhiều khi có hay quên xíu. Rồi bây giờ đến An nha. Rồi An tên đặc biệt nè, bây giờ An thì chị nhìn rất là quen luôn, nhưng mà trước tiên thì An hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu, vì hôm nay chúng ta có những người bạn mới nha. Dạ em cảm ơn chị Cát Tường. Điểm mạnh của mình là mình có khả năng tự học rất là nhanh. Điểm yếu của mình là mình rất hay quên, nhưng mình đôi khi mình nghĩ cái việc hay quên cũng là một cái ưu điểm, tại vì chia tay ai là quên liền. Quên không còn nhớ gì luôn đó hả? Dạ không, quên ở đây có nghĩa là những cái cảm xúc hay là kỷ niệm thì mình không thể quên, nhưng mà những cái cảm xúc về cái người đó là sẽ không có nhớ nữa. Bình thường là em không có nặng lòng. Ừ đúng rồi, cái gì cho qua thì mình phải qua để mình mới đón nhận cái mới được chứ, đúng không An ha? Dạ. Rồi bắt đầu từ An, chị sẽ khai thác luôn cái chuyện tình trường, bởi vì An cũng có một câu chuyện đặc biệt và cũng có kỷ niệm một chút xíu với chị Tường đúng không? Là chị em mình đã dạ, từng đúng. Gặp nhau rồi. Đây giới thiệu cho các bạn biết luôn là chị Tường đã từng gặp An trong một cái chương trình, đó là chương trình Yêu Là Cưới đúng không An? Dạ đúng chị. Lúc đó thì An có chia sẻ với chị một câu chuyện tình yêu của An với một cái bạn, đó là để chị nhớ là bạn khiếm thị đúng không cưng, đúng không An? Cũng mấy năm rồi chị dạ, Tường đúng. Không nhớ rõ. Ừ, bây giờ em có thể chia sẻ một chút xíu về cái tình trường của mình. Dạ, mình với anh bạn ấy thì có tham gia vào chương trình Yêu Là Cưới của chị Cát Tường năm 2018. Thì cái thời gian mà mình và anh lên chương trình đó thì mọi người có nói là đây là đẹp, câu chuyện đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Bản thân mình đến bây giờ mình nghĩ có thể là không đi cùng với nhau nữa, nhưng mà trong lòng mình vẫn cảm thấy rằng đó vẫn là một câu chuyện cổ tích đẹp. Những cái lý do mà mình đưa ra thì nó chỉ là những cái yếu tố bên ngoài thôi, còn quan trọng bên trong á là cái tình cảm và tình yêu của mình nó chưa có đủ mạnh thì cả hai không có đi cùng với nhau được nữa. Nhưng mà cả anh ấy và mình hiện tại vẫn là những người bạn rất là thân thiết, tụi mình vẫn hay chia sẻ âm nhạc với nhau. Anh ấy là một nghệ sĩ piano. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình Yêu Là Cưới năm 2018 thì bao lâu sau thì em với anh ấy chia tay? Dạ hơn một năm sau, là do một phần do cái công việc của em có sự thay đổi về cái khoảng cách nè, rồi gia đình cũng không có ủng hộ thì nó cũng gây một cái áp lực cho em và cả cho ảnh nữa. Ừ rồi chị hiểu rồi, rất là chia sẻ với em cũng hơi tiếc ha, nhưng mà thôi giống như em chia sẻ lúc nãy vậy đó, cái gì chuyện nó qua rồi thì qua, mình sẽ đón nhận những cái mới. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Thật sự nếu là bước vào tình yêu thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu mà bước vào hôn nhân á thì em sẽ cần gặp được một người thật sự có một cái nhìn sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Và cái tính em hiện tại á là em vừa rất là sâu sắc nhưng mà cũng rất là nhạy cảm á. Khi mà em cảm thấy cái người đi cùng với mình họ
họ chưa đủ cái sự chín chắn thì em cảm thấy là em sẽ để cho họ thời gian để họ tự phát triển bản thân hơn, cho nên là họ phải lớn lên thì mới có thể đi cùng với em được. Em chia sẻ như vậy em không biết là có dễ hiểu không chị? Nó hơi cũng hơi rối rối chút. Thấy hai anh nào cũng một anh thì cúi xuống một anh thì cũng hơi căng thẳng đó. Giờ túm lại nè, những cái điểm mạnh nào của đàn ông em thích và những cái điều gì của đàn ông là em không thích? Em thích là họ biết yêu từ trong rồi. chính cái tâm của họ, họ hiểu sâu sắc về tình yêu. Điều thứ hai á là giống như em, ngay cả khi ở một mình và trong một thời gian dài cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, tự lập, tự chăm sóc bản thân và tự biết cách giải quyết được cái cảm xúc của bản thân. Đó, bây giờ ngắn gọn đi mới hiểu được chứ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chị mời Đồng luôn. Đồng chia sẻ một chút xíu về tình trường của em như thế nào, Đồng ơi. Mấy mối tình rồi? Dạ, cũng 2-3 mối tình chị. Nhưng mà đặc biệt mà để sâu sắc nhất á, thì chắc mối tình năm 2017. Dài cũng mối tình đã kéo dài được bao lâu? Chắc cũng gần 2 năm chị. Có lẽ lúc đó em cũng còn hơi gọi là trẻ con xíu về kinh gia đình người ta, cái bạn nó cũng lớn tuổi rồi, gia đình người ta có hỏi cưới miết, nhưng mà cái người mà họ chọn không phải là em mà là một người khác, hai đứa mới cảm thấy là không có hợp nữa. Sau này mới suy nghĩ mới nghĩ ra là không có hợp nữa thì hai đứa chia tay trong im đẹp thôi. Thì bẵng một thời gian sau khoảng cỡ nửa năm thì cô ấy có gia đình. Có gia đình rồi luôn rồi. Đồng muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung mỗi người lý tưởng của em thì cao từ 1m55 trở lên ha. Thì có, nếu mà các bạn có công việc ổn định thì càng tốt rồi. Quê quán hoặc ở vòng trong đồng bằng sông Cửu Long thì càng tốt, thuận tiện đường đi lại, địa lý ha. Biết quan tâm chăm sóc lo lắng gia đình, biết nấu ăn thì càng tốt. Tại vì em con trai thì em biết nấu ăn, mấy bạn nữ phải biết nấu ăn thì ngon hơn em. Thì giờ bạn nữ không biết nấu ăn thì em về nấu cho bạn nữ ăn. Trời ơi, cái chuyện đó nó bình thường đó, tại em nấu được mà. Rồi, chúng ta sẽ đến với các bạn ở ô cửa màu đỏ nha. Bây giờ chị hỏi bạn nữ trước nè, Thương nè. Thương ơi, rồi Thương giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình cho chị Tường nghe với. Thương đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình đó em chia tay được hơn một năm rồi. Em yêu được 2 năm đó chị. Rồi, lý sao? Do mà em với bạn nam và chia tay đó là do là em thì làm ở dưới đây, anh thì làm ở quê á chị. Thời gian quan tâm nhau cũng ít á, nhiều khi anh cũng vô tâm quá nên là em cảm thấy yêu xa quá nên là em cũng dừng lại. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào nè? Em muốn tìm một mẫu bạn trai thì cao tầm 1m67 trở lên, một người vui vẻ hòa đồng, chịu khó, không gia trưởng và đặc biệt là không hút thuốc ạ. Này, ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ có, ngoại hình thì cao tầm 1m67 trở lên chị. Rồi để coi có chàng trai nào mà không có gia trưởng ha, không hút thuốc ha, cao 1m67 trở lên không nha. Chào Thà, Thà ơi, tới phiên mình rồi. Dạ, em ơi, tình trường của mình sao hả? Dạ em không có chị. Dạ em không có chị. Hả, không có hả? Chưa có người yêu hả? Ủa vậy thì cho chị hỏi là hồi đó giờ mình có để ý cô nào chưa? Dạ có, nhiều lắm chị. Mà mình không có dám ngỏ ý với người ta hay là sao? Dạ em có mà kiểu giống như là mua trà sữa cái này cái kia đâu á. Nói chung là lúc đầu thì làm hết mình lắm. Rồi cái dần dần rồi cái mới biết là bạn đó cũng có người yêu rồi. Rồi bây giờ mình chưa có mối tình nào hết rồi mình có kinh nghiệm không? Rồi mình sao mình hiểu được chị em phụ nữ? Sao mình hiểu được bạn gái của mình muốn cái gì, thích cái gì đó? Em có tìm hiểu tới cái vấn đề đó chưa? Dạ, em thì em có đọc sách giải mã phí ăn phải đẹp, cho nên là em cũng có biết đó. Dạ, nhưng mà kiểu giống như là em bị hạn chế thực hành. Là có lý thuyết thì có nhưng mà thực hành thì chưa. Đọc giải mã phải đẹp, nghiên cứu kỹ không? Dạ, được chị. Là bây giờ nếu mà có đối tượng là thực hành được đúng không? Dạ, được chị. Bây giờ em đọc trong cuốn sách đó, em ấn tượng nhất là cái câu nào trong cuốn sách đó? Có một cái câu gọi là gì? Con gái, người ta yêu là người ta yêu bởi sự chân thành, tử tế. Chứ họ không yêu bởi sự nhiệt tình của người đàn ông. Nhiệt tình ở đây là có nghĩa là người ta kiểu giống mình nhiệt tình quá người ta sẽ không có thích á. Cho nên là em bị cái trường hợp đó nhiều, cho nên là em thấy cái câu đó là cái câu đúng với em nhất. Vậy mình đã rút kinh nghiệm chưa? Bây giờ kiểu giống như là mình yêu mà cái kiểu như hơi giống gọi là bad boy một tí á. Bad boy một tí á. Thì nó sẽ ổn hơn. Cho con gái có cảm xúc á, nó được nhiều hơn á. Thì người ta sẽ thích. Chứ kiểu giống như hiền hiền á nha. Kiểu giống như là nhiệt tình á, mình nhiệt tình mình làm riết á.
kiểu như người ta cũng xem hình nó nhẹ lắm, cho nên là em nghĩ là hay quá, phụ nữ quá, kiểu giống như gấp đôi rồi. Tôi cũng ráng chúc mừng, thà có cơ hội thực hành nha. Có nghĩa là bạn ấy khuyên các bạn nam á, mà có quen bạn gái, có đeo đuổi bạn gái, phải cà giật một chút, gái nó mới khoái. Ý là gái phải cà giật, chứ còn ai mà cứ thiệt thà, cứ tối ngày cứ đi theo rồi em ăn gì mua không khỏe không thì kia hoài lời riết, rồi bạn gái thấy cũng thường, thấy cũng nhàm. Sao thà nói vậy thương với An thấy đúng không? An thấy đúng không An? Em nghĩ là bạn còn khá là trẻ. Thì thật ra nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á, thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình và cố gắng, chính mình mới là quan trọng. Thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái phần 2 để mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Đó, mình mở cửa trái tim để cho các bạn gặp nhau. Rồi, bây giờ xin mời phòng máy hãy kết nối trên chị Tường cho 4 bạn chúng ta cùng gặp nhau. Thà và Thương ở ô cửa màu đỏ nè, Đồng và Ân ở ô cửa màu xanh. Xin mời. Chào tất cả mọi người. Chào ba bạn. Chào đi. Chào các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã thấy nhau rồi ha. Chúng ta sẽ giao lưu với nhau một chút nè. Bây giờ mình sẽ giao lưu với cặp xanh trước nha. Mình trò chuyện với nhau vài câu đi nè, để làm quen nè. À, em đang ở đâu vậy? Dạ em ở quận 12. À, anh thì anh đang ở Ninh Kiều, phố Hồng Tơ. Mà quê em ở trên Sài Gòn đúng không sao? Dạ, nhà em ở đây. Dạ, khá là xa so với anh. Từ đó lên đó thì khoảng 3 tiếng xe, thì thêm ra đó khoảng cả 1 tiếng ngoài hơn nữa. Thì tại vì lúc trước anh có ở Sài Gòn khoảng 3 năm, anh cũng biết quận 12, cũng đã đường đi ngang thôi chứ không có gần đường cho đó nhiều lắm. Tại lúc đó anh ở Gò Vấp. Dạ. Rồi bây giờ cho chị hỏi là ấn tượng đầu tiên khi mà vừa nhìn thấy nhau thì Đồng có ấn tượng như thế nào về bạn An? À, cũng em thấy là cũng khá là xinh xắn, dễ thương. Nhất là cái giọng nói nghe rất là to rõ. An ơi, mình có ngại yêu xa không An? Dạ, em cũng hơi ngại, nhưng mà nếu mà là tình yêu của cuộc đời em thì em cũng không quản xa đâu. Ồ. Đúng rồi. Hello Thương, bây giờ cho chị hỏi thăm Thương nha. Khi mà tất cả các khung hình này mở cửa ra thì em có ấn tượng gì với hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ, em nhìn hai anh thì cũng rất là vui vẻ. Thấy hai anh thì nói giọng cũng rất là dễ thương. Hồi nãy giờ chị nghe khi mà các bạn gái này giới thiệu á, thì khi mà nhìn thấy là em cười, em phấn khích, em vui nãy giờ luôn nè. Bây giờ cho chị biết coi là ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy hai bạn gái này như thế nào? Hai bạn ấy có cái giọng nói em ấn tượng, em thích đó. Thích giọng nói của ai? Tại lúc đầu em nghe Tường An trước á, cho nên là em thích Tường An. Tường An là ở quận 12 đúng không chị? Em là hiện tại nãy là thà đang nói với chị là em đang ở đâu thà ha? Dạ em ở quận 12 cùng với bạn Tường An ạ. Ồ, hèn chi cùng với bạn Tường An, hèn chi là khoái cái giọng bạn Tường An ha. Rồi thế bây giờ nè, chị cho một cái chủ đề cho các bạn cùng trao đổi với nhau nha. Giờ nếu như bây giờ là các bạn nè, hai cặp đôi của mình, nếu hôm nay mình tìm được người yêu, mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ lựa chọn hẹn hò ở cái nơi bình dân hay là cái hơi sang một chút hẹn hò đầu tiên nha. Rồi cái mình hẹn hò đi chơi như vậy đó, cái tình phí đó ai sẽ là người chi trả trong cái thời gian mình hẹn hò với nhau? Bây giờ chị cho hai bạn nữ trả lời trước nha. An trả lời trước đi, em muốn hẹn hò ở đâu với người yêu của mình? Nếu mà hẹn hò thì em sẽ trao đổi với bạn ấy để cả hai thống nhất. Tại vì có thể là bạn ấy cũng sẽ có một cái ý tưởng nào đó thú vị. Vì em cũng ít đi đây đi đó, trong cái việc cà phê, cà pháo gì đó thì em cũng không có biết nhiều chỗ hay. Còn về việc chi tiêu á, thì thật ra thường á, em sẽ chủ động trả trong buổi gặp đầu tiên. Gì kì à? Sao mình lại trả? Nhớ nha. Tại sao? Nhớ nha. Buổi gặp đầu anh tiên. Ghi nhận rồi đó. Nghe coi. Thật ra có hai lý do. Một lý do thứ nhất là thói quen của em. Lý do thứ hai thì là em không chắc là sau buổi gặp đó thì bạn ấy có còn thích em không, hay là em còn thích bạn đó không. Thì thà là em trả còn hơn là để người ta trả. Em cảm giác là mình sẽ thiếu người ta một cái buổi gặp mặt lần thứ hai, nên thôi thà là em trả thì em thấy nó tốt hơn. Có nghĩa là em thích em là người à? Nhờ, em là chủ nợ chứ em không thích em là con nợ đúng không? Dạ.
cũng hay rồi. Vậy thì còn còn Đồng thì sao? Đồng thì mình thích hẹn hò như thế nào? Đối với em thì em người miền Tây sống nó dân dã lắm, ở đâu cũng được, không cần thiết là phải già sang trọng hay là bình dân, quan trọng là mình thống nhất được với nhau là cái địa điểm đó nó thuận tiện về địa lý cho cả hai. Còn về cái buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng á, chứ em thấy hồi đó giờ em là chị không đó, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai vậy em cũng là người trả tiền chứ không gọi là để cho mấy bạn thứ mà trả tiền thì thấy nó ngại ngại sao. Thế còn chàng trai Thà của tôi thì sao? Hồi nãy nghe mới nói là An dành trả tiền cái là ok nhận chóp liền á, hay quá ha. Rồi bây giờ em chia sẻ quan điểm của em coi, bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu nè? Dạ, nếu mà được bạn An cho phép đó thì cũng dễ thôi, tại mình cũng mới mà. Mình nghĩ là mua đồ ăn, một mớ đồ ăn nè, xài, trà sữa, mấy cái đồ ăn vặt á, rồi mình đem vô công viên vừa ăn vừa nói chuyện vậy thôi. Lý do gì thích mà hẹn hò trong công viên? Dạ cái đó là sở trường của đàn ông mà, tại vì thường á con trai thì nó giống như là của đàn ông. Hẹn trong công viên là sở trường của đàn ông hả? Dạ không phải, ý nó là cái tánh của em, nó cũng là cái tánh của em á, tại vì em thích là kiểu như nó nói chung là cũng không quá đông người mà cũng có ít người, thì mình vô trỏng mình có thể dễ dàng mình chia sẻ nè. Đó cũng là một cách giải thích của bạn gái. Rồi hai bạn nữ cứ việc lắng nghe nha. Vậy còn Thương ơi, em thì muốn là hẹn hò như thế nào với người yêu của mình? Chị ơi, do em xuống đây thì cũng mới 2 năm ấy. Ở đây thì em cũng chỉ biết sơ sơ trong Đồng Nai thôi. Còn trên thành phố thì em cũng ít lên chị. Nếu mà khi mà em với anh đó hẹn hò với nhau thì xem thời điểm nào hợp lý rồi mình chọn điểm nào cho nó phù hợp á. Em là nhưng bản thân mới từ trên xuống từ 2 năm. Hẹn hò ở chỗ chị. Công viên. Em thích dạ, cái sở thích của thì, mình quán cà phê hay là công viên cũng được, cũng không có vấn đề gì hết chị. Rồi thì ai sẽ là người chi trả? Đối với em thì chuyện tiền bạc thì cũng không quan trọng, mới gặp lần đầu ấy thì ai trả cũng được chị. Em nếu mà em trả thì em trả cũng được ạ, không sao hết ạ. Ví dụ ai hỏi quan điểm của chị Tường đi, chị Tường mà đi chơi với bạn trai là bạn trai phải trả tiền. Chị Tường chỉ trả tiền khi đi chơi với bạn bè và em út và cha mẹ và gia đình thôi. Còn đi chơi với con trai là con trai phải trả tiền. Không có mắc mớ gì mà đi chơi với con trai mà mình phải trả tiền hết trơn á. Hồi đó chị đã từng la con gái của chị rồi. Con gái của chị nó cũng có suy nghĩ giống như tụi em vậy đó, là con đi với bạn trai dành trả tiền. Không, con trai là phải trả tiền. Không có tiền thì ở nhà đi chơi tùy theo sức của mình, có xôi ăn xôi, có cháo ăn cháo, không có tiền thì đi vô chỗ sang, không có tiền thì đi vô quán ốc quán vỉa hè ăn hủ tiếu gõ cũng được, nhưng mà tiền là con trai phải trả. Chốt xô qua chủ đề thứ hai, khỏi có nói nhiều lăng tăng khi cho nó mệt. Đàn ông có cái chuyện đi cua gái, đi chơi hẹn hò với bạn gái mà tiền không có trả được nữa, thứ ngày thì quên bóp, ngày thì đau bụng, ngày thì nảy kia, dẹp lên đường. Ok rồi. Qua chủ đề thứ hai, nếu như mà hai bạn yêu nhau thấm thiết nha, nhưng mà gia đình ngăn cản thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Rồi bây giờ tôi lại muốn nghe ý kiến của các chàng trai trước. Thà nè, anh chàng thích nói nè, lanh lẹ nè, tôi hỏi anh trước. Dạ, em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn à. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn à. Hẹn chi nó đòi ra công viên để cho dễ bề, tại sao? Nói chung không có đâu chị, chơi công viên không được đâu. Rồi bây giờ rồi giải thích cho tôi tại sao lại làm cho cô ấy có bầu, lý do tại sao lại như vậy? Cũng đơn giản thôi, quan trọng là mình chịu, hai đứa chịu ra đăng ký kết hôn là được rồi. Chuyện tổ chức đám cưới thì nó phụ thuộc vào hai bên gia đình, nhưng mà cái chuyện đăng ký kết hôn là cũng phụ thuộc vào hai đứa. Thì cái chuyện đăng ký kết hôn là khác mà cái chuyện có bầu là khác, hai chuyện đó khác nhau à? Nếu gia đình ngăn cản, dạ, em muốn cái gì cho nó rõ? Dạ đầu tiên á là gia đình ngăn cản thì lén đăng ký kết hôn xong rồi làm luôn cái đó là xong. Giờ để tôi hỏi hai bạn gái coi. Thương ơi, em nghĩ sao Thương? Dạ nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Hoặc là cha mẹ không tin tưởng ấy thì mình làm sao mình phải tỏ ra điều gì để cha mẹ đều có thể quyết tâm là sẽ cho con cưới chứ không có để tình trạng nó xảy ra chị. Rồi, đồng ý. Thế thì An thì sao cưng? Với bản thân em á thì em nghĩ á tình yêu thương á nó không nên là một cái sợi dây chói bởi hôn nhân hay là con cái. Cho nên em sẽ không có thích cái việc là sử dụng con cái hay là một cái tờ giấy đăng ký kết hôn để mà làm cái chuyện đã rồi đối với người lớn. Em không đồng ý chuyện đó.
Rồi Đồng thì sao Đồng ơi? Đối với gia đình em nha, em nói riêng một xíu là về gia đình em thì ba mẹ rất là dễ, không có ngăn cấm cái chuyện mà con cái yêu đương hay là quen ai. Ba mẹ nói quen ai thì cưới người đó. Còn nếu ví dụ mà ba mẹ hai bên mà ngăn cấm khi mà hai bên gia đình hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì bây giờ mình chỉ có việc mình sẽ chứng minh cho bên gia đình của hai bên biết là chúng con hoàn toàn yêu thương lẫn nhau và chúng con có thể bảo đảm lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng con được hạnh phúc. Cái đó là mình phải chứng minh cho bên gia đình ấy. Nếu mà ngăn cấm quá thì cứ ở vậy đến tới một độ tuổi nào đó thì ba mẹ cũng mắc việc cưới. Rồi cho tôi hỏi chút xíu, đáng lẽ là xong rồi đó, xong phần này đó mà tôi muốn quay lại tôi hỏi anh Thà tôi chút xíu. Thà ơi, ở đâu ra có cái chiêu là mình kết hôn luôn với mình đẻ luôn vậy? Em chia sẻ cho chị nghe coi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi, mà phải quyết là phải làm cho được, mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm là không phải trách nhiệm một ngày một ngày hai, mà là cả suốt đời. Không phải lấy khó thì chùn bước được, thấy khó thì phải tiến lên thì nó mới có kết quả được. Nhưng trong cái khó đó nó có rất là nhiều điều thú vị. Nó sẽ cho cả hai người tạo ra một cái thử thách cho cả hai. Một là sẽ kết nối dính với nhau thiệt là chặt. Còn hai cái thử thách đó, nếu mà mình không vượt qua được cái thử thách đó thì cả hai sẽ bị ghen. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta cũng có thể hiểu được hơn nhau một phần nào rồi ha, qua những cái chủ đề chị Tường đưa ra để chia sẻ. Nhưng bây giờ trước khi đi đến cái phần kết thúc, bây giờ ai xung phong nè, ai xung phong hát hồi nãy tôi nhớ ai giới thiệu nó hát hay lắm nè. Thương phải không ta? Bây giờ Thương ơi, bé Thương tặng cho chị Tường nè, tặng cho ba người. Tặng cho chị Tường, tặng cho khán giả nè, với ba người đang tham gia chương trình ngày hôm nay nè. Bài hát nào dễ thương đi. À, dễ thương như là Thương vậy đó. Vậy thì bây giờ em xin gửi tặng tới hai bạn nam và bạn nữ một bài hát, đó là bài hát Yêu của Min ạ. Ok, vỗ tay đi các em ơi. Yêu là cùng nhau chung tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời từ phút giây quyền vời. Dạ em hát nhé một đoạn thôi ạ, em cảm ơn. Wow, dễ thương quá à. Sao hai chàng trai tôi cho ý kiến thôi, Thà cảm nhận như thế nào về giọng hát của Thương? Dạ, giọng phát âm rất là chuẩn. Em cũng thích hát karaoke lắm nhưng mà em hát dở ạt à. Thấy bạn ấy hát thì cũng ngưỡng mộ quá. Giờ các bạn trai xung phong lại đi, giờ mình hát tặng lại bạn nữ một bài đi. Em thì chắc em hát không có được đâu. Nên em sẽ làm một món quà để em tặng bạn. Rồi. Mà quà thì lấy được hay không thì là do bạn. Ok, mời em. Dạ. Sao không giới thiệu cái vụ này ta? Đã em làm cái bong bóng này trong mấy cái sự kiện đó đúng không Thà? Đúng rồi ạ. Hay quá. Đây ạ. Bạn ơi, đây là con chó. Dễ thương. Thì mình thì cái con chó này á, mình hai mình nói nó là con chó chảnh. Chó quý sở tộc. Rồi. Chó chảnh đúng. Thì cái món quà này mình sẽ gửi tới nhà bạn đó, nhưng mà chắc gửi không được tại mình không có địa chỉ. Bạn nào muốn lấy thì chắc phải có địa chỉ thì mới nhận được ha. Dễ thương quá. Sao em cảm nhận như thế nào về món quà của anh Thà Thương? Dạ em thấy anh rất là khéo tay ạ. Nói chung em thấy rất là giỏi luôn á. Rất là giỏi ha. Ok. Rồi, đó là tôi thấy nãy giờ bên đây một màu đỏ là ta thể hiện hết trơn rồi nè. Rồi bây giờ cái cặp bên màu xanh này lép vế quá vậy. An ơi hát đi An. Hay là muốn chia sẻ gì em không? Đọc thơ gì? Ok, mời em. Mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân mình chứ, chứ không thôi là hết cơ hội đó nha. Dạ, em xin đọc bài thơ Em bảo anh đi đi. Một tác giả người nghe thì phải. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh ngốc thế?
không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu, những chuyện buồn qua mau. Em xin thôi nhắc lại, em ngu khờ vụng dại, anh mơ mộng viễn vông, đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không. Dạ, em xin hết ạ. Hai chàng trai của tôi cảm nhận như thế nào về món quà của An? Nói chung là rất hay và rất sâu sắc vậy. Đó, những cái từ, những câu từ trong một cái bài thơ đó rất là sâu sắc. Thế bây giờ Hòa Đồng thì sao? Đừng có muốn có món quà nào tặng cho chương trình, hay là Đồng muốn nói tình cảm của mình, hay muốn cảm xúc của mình với ai không? Thì mình cứ mạnh dạn lên. Dạ, đến chương trình đó thì em sẽ gửi cho hai bạn nữ một bài hát nha, một đoạn ha, trong ca khúc là Bản Tình Ca Đầu Tiên. Hát không hay thì các bạn cũng đừng có... Nếu rồi, em cần em một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa trang, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc sang ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Dễ thương quá. Sao cơm sao em? Dạ anh Đồng hát rất là hay ạ. Thế thì bây giờ các bạn cũng đã cảm nhận được nhau rồi, giao lưu với nhau cho vui rồi. Thì bây giờ là giây phút chúng ta sẽ lắng động lại để đưa ra cái sự quyết định của mình. Nếu mình có rung động và mình thích được kết nối với bạn nào thì mình hãy đưa cái trái tim cùng màu của cái người bạn đó lên. Nếu chúng ta chưa cảm thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. 5, 4, 3, 2 và 1. Buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng á chứ. Thì em thấy hồi đó giờ em là chị không đó. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi. Mà phải quyết là phải làm cho được. Mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á, thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Xin mời. Ủa, ăn đưa cái dạ, gì vậy? Em đưa mặt cười. Trời, cái mặt cười sao có hình trái tim? Dạ. Trời đất ơi là trời. Hai chàng trai của chúng tôi thì đều đưa hai trái tim màu xanh. Nhưng mà dạ, cô gái ở ô cửa màu xanh đó là cô gái tên An thì lại đưa cái mặt cười. Mặt cười có nghĩa là cô ấy chưa muốn chọn ai hết. Thương thì lại đưa cái trái tim màu xanh. Rồi như vậy là bốn người trái ngoe trái ngoẩy luôn. Thế bây giờ tôi phải hỏi cô An, tại sao hai chàng trai của tôi mà cô không chọn chàng nào? Dạ, tại vì bạn Hà nhỏ hơn em 2 tuổi và em thấy trong suy nghĩ của bạn thì vẫn chưa thể là một người có thể đi đồng hành cùng với em lâu dài được. Mình không có chê gì Hà hết nha. Hà rất là thật thà, đó là một đức tính rất là đáng quý. Mình xem Hà từ đầu chương trình rồi mình thấy Hà rất là thật thà, thẳng thắn với suy nghĩ của Hà. Còn đối với anh Đồng thì em không có sự kết nối nhiều lắm. Với lại một phần chắc là do cái, em nghĩ là do cái công việc của em và cái khoảng cách nó sẽ ảnh hưởng về tình cảm. Tại vì em đi làm rất là nhiều, em đi làm cả tuần luôn, thì rất khó để dành thời gian cho nhau. Trong khi đó em cảm nhận ở anh Đồng là một người rất rất gia đình. Đó là cái điều mà em cảm nhận, cho nên em nghĩ là em chưa thể đưa ra cái, em sẽ không có lượng cảm thấy là có tình cảm với sâu sắc trong cái gặp đầu tiên này với cả hai. Nên em nghĩ là em nên đưa cái mặt cười này. Rồi, dạ. Cảm ơn chia sẻ của An nha. Thế còn Đồng thì sao? Hiện tại thì em có cảm xúc như thế nào? Em cũng tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn thôi. Tại vì mỗi một người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chúc cho các bạn là ví dụ như
mình không kết nối được trong chương trình này thì sau này hoặc là tương lai thì mình cũng sẽ có được những người là phù hợp hơn cho đối với mình. Có thể là bạn bè có thể gặp nhau, biết đâu lúc đó là nảy sinh một tình cảm chứ. Đúng rồi, ok, cảm ơn anh Đồng nha. Thế còn Thà, em có suy nghĩ gì không, có buồn không? Dạ không, em thấy bạn ấy nói cũng đúng đó thôi. Nhưng mà tại là do cái tánh của em nhìn nó hoài á, kiểu như là thấy nó con nít á. Nhưng mà em thuộc người nguy hiểm lắm. Nhưng mà em thuộc người nguy hiểm lắm. Không có đơn giản như nhìn hình thức mà phát hình dông được. Ta còn Thương, một cô gái rất là dễ thương ngày hôm nay, cái tạo dài rất là đẹp ha. Cảm xúc của Thương hiện tại như thế nào Thương? Dạ em cũng rất là bình thường chị, cũng rất là vui vì khi được tham gia chương trình này. Có nghĩa là em cũng được gặp được hai bạn trai và gặp được bạn nữ, rất là vui, em cảm thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các em nha. Thì thôi bây giờ chị Tường cũng thay mặt chương trình cảm ơn các em rất là nhiều đã tin tưởng chị Tường nè, tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nè, đã đăng ký với chương trình. Đặc biệt là trong mùa dịch này thì chị Tường chúc cho các em nè và gia đình của mình cũng vậy, luôn được nhiều sức khỏe nhé. Và chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch để tiếp tục cái công việc của mình, phát triển tương lai, phát triển sự nghiệp và tìm được một tình yêu thật sự của bản thân mình. Cảm ơn các em rất nhiều đã tham gia chương trình nha.